Đỗ Missy nói gì về phóng sự dọn rác không gian mạng của VTV đang thu hút cộng đồng mạng? Ngày 29 tháng 9, chương trình đối diện dọn rác không gian mạng đã lên án nhiều nội dung không lành mạnh trên mạng xã hội. Trong đó, nhiều cái tên đã được nhắc tới như game Free Fire, rapper Bingo hay Rematic. Theo đó, trong buổi stream vào ngày 30 tháng 9, khi được hỏi về phóng sự trên, Đỗ Missy đã có những chia sẻ thật lòng. Nam streamer cho biết bản thân cũng khá rén khi nhìn thấy tiêu đề. Ngay lập tức, Đỗ Missy phải đi kiểm tra email để xem có gì bất thường không. Anh cũng cho rằng nếu năm ngoái mình không sửa đổi thì bây giờ anh cũng không tránh khỏi việc bị nêu tên. Bên cạnh đó, nam streamer cũng bày tỏ sự đồng tình với cách làm của VTV trong việc mạnh tay xử lý những nội dung rác trên mạng. Thật ra, tôi thấy cái clip đấy cũng đúng thôi, chả có một đơn vị nào hợp lý hơn là VTV đứng ra để giải quyết những vấn đề như này cả. Nếu như mà VTV họ không vào họ nói ấy, thì sẽ chả có một doanh nghiệp nào đủ tiếng nói để tạo nên làn sóng để cho mọi người xem lại và chỉnh đốn cả, nam streamer bày tỏ.